Chào mừng quý anh chị đến với Tân Thuần Pho quận 7 nha. Mr. Trang đại diện kinh doanh tại Tân Thuần Pho quận 7. Thì Tân Thuần Pho quận 7 thì nằm ngay đường số 7 nha quý anh chị. Nằm ngay đường số 7 nha. Ngay khu chế xuất Tân Thuần. Thì nếu mà chúng ta nhìn từ trong showroom đi hướng ra thì bên trái của Tân Thuần Pho là hướng về miền Tây. Còn bên phải của Tân Thuần Pho thì hướng về Thủ Đức, miền Đông quý anh chị. Thì những khách hàng nào mà ở cánh miền Đông rất thuận tiện đi lại nha, thì đi đường cao tốc quý anh chị. Trong cái khu chế xuất Tân Thuần này thì Pho nằm ngay vị trí rất là thuận lợi cho quý anh chị nha. Dễ dàng đậu xe, đổ xe này, mặt đường rất lớn nha. Chỗ này đậu xe rất là dễ nha quý anh chị. Rồi bảo dưỡng bảo trì thì bên em có 5 tầng lần quý anh chị. Quý anh chị tới bảo dưỡng rất là nhanh nha. Công đoạn tụi em làm rất là chuyên nghiệp theo quy trình của hãng Pho quý anh chị. Đây, cái mặt đường số 7 nha quý anh chị. Rồi, trong cái video này thì quý anh chị có thể thấy bên góc trái em có để cái dẫn đường cho quý anh chị nha. Quý anh chị đi theo cái hướng dẫn của trên cái bản đồ nha quý anh chị. Em sẽ quay phía bên trong showroom cho quý anh chị cùng xem nha. Đây là cái cửa ra vào cho quý anh chị khi mà chúng ta đến xem xe và bàn giao xe hoặc là bảo dưỡng nha. Bảo dưỡng thì quý anh chị đi vào cùng vào bên này ha. Đây là showroom bên phía bên trong của Tân Pho. Đây là trưng bày, showroom trưng bày. Đây là để những cái dòng xe bên em đang trưng bày này quý anh chị. Và bên em đang trưng bày những dòng xe như này. Thứ nhất là Pho Territory này, đang có 3 phiên bản ha. Pho Everest 7 chỗ nha. Territory này là 5 chỗ này. Mức giá khởi điểm tầm từ dao động từ 799 ha tới 929 quý anh chị. Đây là Ford Ranger, Ford Ranger XS nha. Ranger Tomcat này. Phía sau này thì quý anh chị khi vào showroom bảo dưỡng làm dịch vụ quý anh chị, có thể ngồi đây. Ngồi đây chúng ta giải trí này, còn ngồi đây chúng ta không gian chúng ta ngồi uống nước nha, trà nước miễn phí nha quý anh chị ha. Rồi Trang sẽ quay phía bên sau showroom. Đây là khu vực bảo dưỡng bên Trang nha, đó là Trang sẽ quay. Hiện tại giờ đây đây những cái đồ chơi của Ranger, rất là nhiều đồ chơi nha, của ARB quý anh chị. Đây em sẽ quay cho quý anh chị cái buồng giao xe bên em này. Giao xe thì tụi em giao rất là chỉnh chu nha. Có buồng giao xe riêng luôn quý anh chị. Đây là quý anh chị đang nhận xe này. Rất là đẹp nha. Đây, phía bên sau. Sau này có một buồng giao xe nữa nha. Đây quý anh chị. Đó. Phía sau này. Chúng rất là ok nha. Đây quý anh chị xem này. Đó. Rất là đẹp nha. Đối với quý anh chị nào mà lần đầu mua xe thì cái việc mà bàn giao nhận xe rất là quan trọng nha, nên bên Trang có cái buồng giao xe rất là ok. Đây là cái buồng vụ quý anh chị, bên em có cái rất lớn nha, ở trên lầu nữa đó. Nếu quý anh chị quan tâm mua xe Ford thì hãy liên hệ với Trang nha, được Trang hỗ trợ và báo giá này. Rồi ngoài cái công việc mà bán xe thì hỗ trợ cho quý anh chị làm bảo hiểm và dịch vụ sửa chữa xe nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem video của Trang ha.